Món chè khoai môn trân châu lá dứa mochi thơm ngon dễ nấu. Khoai môn mình cắt khúc, sau đó thì mình sẽ cân vào trong đây là 790g khoai môn. Mình tiếp tục cân vào đây là 270g khoai lang tím. Cho màu đẹp, nếu các bạn sử dụng lá cẩm thì các bạn cân 1,1 kg khoai môn ha. Bây giờ thì mình cho hết cái khoai môn này vào trong cái nồi. Sau khi cho vào nồi thì mình cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Tiếp tục cho vào đây là nước. Nước thì mình cho ngập khoai là được ha các bạn. Sau khi cho nước vào thì mình mở lửa lớn và mình nấu cái phần khoai này sôi đều. Và mình cũng có sử dụng bột bán. Đây là bột bán loại vừa ha các bạn. Các bạn cũng có thể sử dụng bột bán loại nhỏ hoặc là loại lớn. Mình cân vào trong cái tô này là 130g bột bán. Sau đó thì mình cho nước lạnh vào, mình ngâm. Và mình cũng sử dụng 300g đường cát vàng. Các bạn cũng có thể sử dụng đường cát trắng ha. Mình cũng sử dụng thêm ở đây là một lon nước cốt dừa 400ml ha các bạn. Và nồi khoai môn của mình bây giờ sôi đều rồi thì mình cho vào đây 5 cọng lá dứa cột lại. Tiếp tục nấu cho cái phần khoai này thật là mềm. Tiếp tục đi làm cái phần mochi. Mình cho vào đây là 90g sữa tươi, 15g đường bột, 50g bột nếp. Cuối cùng là mình cho vào đây là 10g tinh bột bắp. Sau đó thì mình trộn thật là đều, trộn cho nó hết cái bóng cục ha các bạn. Và mình đậy cái màn bọc thực phẩm lại. Và mình làm hai cái lỗ cho nó thông hơi. Sau đó thì mình cho vào microwave, mình hấp khoảng 2 phút ha các bạn. Sau 2 phút mình mở cái màn bọc thực phẩm ra. Các bạn cẩn thận, nó rất là nóng. Và mình kiểm tra coi chín đều chưa. Sau đó thì mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Và mình trộn cái phần này thật là đều. Sau khi mình trộn thật là đều rồi thì mình sẽ lấy ra khỏi cái tô và mình dùng tay để mình nhồi cái phần bột này cho thật là hòa quyện lại với nhau ha các bạn. Bột sau khi nhồi hòa quyện như vậy thì mình kéo ra như vậy ha các bạn. Mình kéo ra như vậy cho nó thành một cái khối dài. Sau khi mình nhồi thành một cái khối dài như vậy rồi thì mình sẽ kéo cho nó dài ra như vậy. Và mình sẽ bắt đầu ngắt ra từng khúc và mình nắn thành những cái viên mochi nhỏ nhỏ. Món chè này thì có những cái viên mochi thì ăn rất là thú vị ha các bạn. Và đây là những cái viên mochi mình đã làm rồi, mình để qua một bên. Nồi chè của mình thì bây giờ mình thử coi cái khoai môn nó đã chín đều chưa ha các bạn. Wow, nó chín như vậy là rất là vừa rồi. Bây giờ thì mình gấp cái phần lá dứa ra. Thơm lắm các bạn. Và mình dùng máy để mình xay nhuyễn cái phần khoai này ra ha các bạn. Trước khi xay nhuyễn thì mình cũng tắt bếp rồi mình mới xay ha các bạn. Phần khoai sau khi mình đã xay mịn như thế này rồi thì mình lấy cái máy ra và mình tiếp tục cho vào đây là 300g đường cát vàng hồi nãy mình cân đó các bạn. Và một lon nước cốt dừa 400ml. Mình quậy cho nó thật đều. Sau khi mình quậy đều thì mình tiếp tục nấu cho cái hỗn hợp này sôi đều ha các bạn. Sau khi hỗn hợp sôi đều thì mình tiếp tục cho vào đây là 130g bột bán mà mình ngâm khi nãy đó các bạn. Mình cho hết vào. Sau khi cho hết vào thì mình quậy thật là đều tay. Quậy cho tới khi nào cái phần bột bán của mình nó nở đều ra là được ha các bạn. Sau khi bột bán nở đều thì cái phần chè của mình nó cũng đã sền sệt lại như vậy. Rất là vừa ha các bạn.
chè thơm, thúc mùi khoai môn, lá dứa luôn các bạn. Như vậy là nồi chè của mình đã nấu xong rồi. Mình tắt bếp và sẽ múc ra cho các bạn coi nha. Món chè khoai môn, trân châu, lá dứa, mochi đã nấu xong rồi. Mình cũng kết thúc video tại đây. Các bạn thích video này thì tặng cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ tới.